Mà con bà có thức sớm không? Giờ buồn ngủ rồi phải không? Con mời con, chúng ta cùng đứng lên hát chung với con một bài thật là vui để chúng ta lấy tinh thần, lấy sức khỏe để chúng ta nghe trai giảng tâm tiếp nha. Xin mời các ông bà nè. Và bài hát chúng con gửi đến là một bài hát của nhạc sĩ Mai Minh Vũ, khúc Cảm Tạ. Lần 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 lần, xin mời vỗ tay theo đi ạ. Vỗ tay to lên quý vị ơi. Khúc Cảm Tạ từ đó âm vang vọng lên, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương hồng ân Thiên Chúa. Suốt một đời con cảm ơn trong tình cha, giữa chưa sa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi cao rộn rã vang trong chiều thơ, buồn ca cánh tay ngày đưa, dắt con vào nghìn thương nhớ. Trên dù nào ngài chúng chưa cha ngày nào, bánh thơ vẫn về Chúa trao, tháng năm tình mến dân chào. Xin cho nơi Chúa tình yêu ngọt ngào, quý nhớ thanh thân ngài trao, vì thật chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thầm xa. Chưa bao giờ con nghĩ tới à. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà nhớ ủng hộ CD của Trang rồi nha, phía sau nha.